Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio. Trong clip ngày hôm nay, bên em giới thiệu đến với tất cả quý vị các bạn một cái combo bát 20 để mình dựng nên loa full một bát một kèn. Và ở cái combo này, anh em hoàn toàn có thể để chế để làm loa trợ lời, hay gọi là loa monitor, hay gọi là loa trung tâm đều được. Trong clip ngày nay thì em sẽ đưa thêm một con tụ nữa vào để cho anh em mình xem cái trợ lời thì nó như thế nào. Trước khi đi về phần test nhạc thì em sẽ giới thiệu sản phẩm trước. Trong clip ngày nay thì em giới thiệu đến quý vị và các bạn dòng bát BM20 model 8 jack 630, dòng của BM China. Con này làm ra trợ lời rất tốt bởi vì tiếng ca của con bát 20 này tiếng rất sáng. Côn 51 từ 140 xương nhôm, màng giấy gân vải. Con này công suất đánh rất lớn anh em nhé, rất lớn, lên tới 350W ở trở kháng 8 ohm, rất lớn. Và em đã dùng một tép neo mini để trợ lời, để hỗ trợ lời, và dùng trong gia đình đều rất tốt. Nếu anh em ghép combo này để mình đánh độc lập chơi gia đình thì anh em đánh cả phòng ốc khoảng tầm 20m2, mình nghe vừa phải hoặc thi thoảng hát hò rất tốt, rất hay. Bây giờ em test nhạc này em chưa cho qua tụ cản bớt trống nhá, em đánh trực tiếp qua phân tần thì tất nhiên là trống vẫn nên đều, còn khi nào mình cho qua tụ thì nó mới bớt trống, bỏ trống đi. Mời anh em mình nghe trước khi qua tụ này. Mới nghe em đánh là thông thường để mình ghép đây để nghe đủ ba giải, giải bát và trung giải tép. Nếu anh em như em vừa xong nó chưa có thùng mà chất lượng âm thanh đã tốt như vậy rồi, có khi anh em mình lên thùng âm trống tròn, âm trung nó cũng chuẩn hơn, nó nét hơn nữa thì rất là hay, tuyệt vời nữa. Bây giờ em sẽ đấu qua tụ và để bỏ bớt cái giải trống đi. Tại sao mình phải bỏ bớt giải trống đi? Khi anh em ghép với những chiếc loa này để làm loa monitor trợ lời, anh em ghép chung với những chiếc loa bát 30 mà mình không bỏ bớt trống đi thì nguy cơ nó bị chết những con bát này, con tép này là rất cao, nên bắt buộc mình phải bỏ bớt trống đi. Đây em sẽ đấu cho anh em mình xem. Em sẽ đấu vào cái đường dương con tụ bỏ bớt trống này đi này. Mình bỏ bớt đi đấu vào nhé. Cái tụ này là tụ không phân cực nên anh em đấu đầu nào cũng được. Để em bật nhạc ra này cho anh em mình nghe này. Anh em thấy cái sốt không dậy rồi. Em đấu trực tiếp này. Người trai khói lửa mà chết người em nhỏ hương, mà chết người em. Đấu qua tụ này. Em trong clip ngày nay thì em đưa ra một cái thêm một con tụ nữa để vào đấu vào cái phân tần này, để nếu anh em để làm loa trợ lời thì là phải thêm tụ là như vậy.
Và anh em mà nghe độc nghe đủ các giải thì không cần qua tụ anh em nhé. Cái đấu phân tần, qua phân tần thông thường là được. Với cái combo anh em mình vừa xem đây, toàn bộ thiết bị bao gồm hai cái bát, hai cái test, hai bộ test cả phễu nhé, cả phễu kìa, cả hai cái phân tần, cả hàn dây như này, là có giá bán là 1.650.000 đồng và được bao ship toàn quốc. Còn anh em mua này em vẫn bán nhé, với chiếc đôi bát này giá bán là 950, đôi tép 500.000 đồng một đôi, bao ship toàn quốc, phân tần cả hàn dây 280.000 đồng một đôi, bao ship toàn quốc. Để được tư vấn và mua sản phẩm này, anh em gọi điện trực tiếp cho bên em qua số máy 0904612323. Và em sẽ phép dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio.